Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành thủy văn học nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành hải dương học. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành khoa học môi trường. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Mọi người theo dõi mình làm nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ chỉ nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh lá nha. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh lá nha. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh lá nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đen nha. Mọi người ơi, đây là phần màu đen của mình này. Phần màu đen của mình này mọi người ơi. Các bạn ơi, nhìn đây, đây là phần màu đen của mình nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nhé. Màu đỏ của mình này, màu đỏ của mình này mọi người ơi, đây là phần màu đỏ của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xỏ màu xanh ngọc nha. Người ơi, đây phần xanh ngọc của mình này. Người ơi, đây phần xanh ngọc của mình nha. Các bạn ơi, đây là phần xanh ngọc của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ
mình sẽ buộc hai đầu lại với nhau nha mọi người. Các bạn ơi, đây là phần hạt chữ của mình, bây giờ mình sẽ buộc hai đầu vòng lại với nhau nha. Mình đã xỏ xong phần hạt chữ rồi. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình xỏ đến đây đã xong rồi, giờ mình sẽ buộc lại nha. Mình trang trí nốt phần trước vòng nhé mọi người. Giờ lướt các bước tất giá như đời làm gì có giá như. Mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video